Ngày 22 tháng 12, thông tin từ Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang lấy lời khai một thanh niên trộm xe máy của người dân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21 tháng 12, ông LVD, 58 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Park, đến Công an huyện Krông Park trình báo về việc kẻ gian đột nhập lấy chiếc xe trị giá khoảng 20 triệu đồng của gia đình ông. Theo trình báo của ông D, kẻ gian đã điều khiển xe máy của ông hướng về thành phố Buôn Ma Thuột. Công an huyện Krông Park đã cử ngay lực lượng tuần tra trên tuyến quốc lộ 26 bám sát địa bàn, phối hợp với công an xã Hòa Đông cùng huyện Krông Park tổ chức chốt chặn đón lõng nghi phạm. Sau đó, lực lượng công an phát hiện nghi phạm trộm xe của ông D di chuyển trên quốc lộ 26 nên lập tức bám theo hành trình. Khi nghi phạm ghé vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 39 thuộc địa bàn xã A Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, nơi trộm xe hơn 25 km để đổ xăng thì bị công an ập tới bắt giữ. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Tuyến, 18 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Tuyến khai vào sáng 21 tháng 12 đón xe buýt từ thành phố Buôn Ma Thuột đến thị trấn Phước An để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Tuyến phát hiện xe máy của ông D có sẵn chìa khóa trên xe nên đã lẻn vào lấy trộm. Hiện công an huyện Krông Park đang tiếp tục lấy lời khai của Tuyến để phục vụ điều tra. 16 tuổi truy nã về tội trộm cắp tài sản, lẩn trốn suốt 21 năm. Trong 21 năm qua, Hảo đã di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành phố khác nhau để trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Người này bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Huế. Ngày 16 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình. Ngày hôm qua, 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hảo, người bị truy nã 21 năm khi lẩn trốn tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Hảo, 37 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, phạm tội trộm cắp tài sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và bị truy nã theo quyết định số 40 ngày 4 tháng 11 năm 2002 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long. Nguyễn Thị Hảo bị bắt sau 21 năm lẩn trốn vì truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Hảo đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Qua nắm thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã xác định được Hảo đang ở thành phố Huế nên thành lập tổ công tác tiến hành bắt giữ. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ thành công Hảo khi đang lẩn trốn tại đây. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Thị Hảo và hồ sơ cho cơ quan công an điều tra Công an thành phố Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản ở Kiên Giang. Vừa chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản không có tiền tiêu xài, Tiến lẻn vào bệnh viện trộm tiền và điện thoại của người nhà bệnh nhân. Ngày 11 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Rạch Giá đang củng cố hồ sơ khởi tố Trần Trọng Tiến, 40 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Công an, khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 11, tại tầng 9 của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Tiến đã trộm 2 điện thoại và gần 700.000 đồng tiền mặt của người nhà bệnh nhân. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Xác định Tiến là thủ phạm, Công an thành phố Rạch Giá đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận chấp hành xong án phạt tù về trộm cắp tài sản, không có việc làm, vợ lại bệnh, nan y. Do túng thiếu, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Lợi dụng đêm khuya, khi người nhà bệnh nhân ngủ say, Tiến lẻn đến các phòng bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trộm tiền và điện thoại. Bằng thủ đoạn này, từ ngày 7 tháng 11 đến thời điểm bị bắt, Tiến đã thực hiện chót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tiến còn khai tháng 9 năm 2023 đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản gồm 2 xe đạp, 2 khoan điện và một số thiết bị khác tại kho vật tư của công ty kinh doanh xây dựng ở khu lấn biển, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Một phóng viên bị giật điện thoại, thẻ nhớ máy ảnh ném xuống biển khi đang tác nghiệp. Trong khi đang ghi hình chiếc xe container bốc hàng thủy sản, một phóng viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bị giật điện thoại, thẻ nhớ, máy ảnh ném xuống biển, cản trở tác nghiệp. Ngày 7 tháng 12, thông tin từ Ủy ban huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban hiện nay đang chỉ đạo công an hiện khẩn trương tập trung điều tra, xử lý nghiêm về vụ một phóng viên thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nghi bị hành hung và hủy hoại tài sản khi đang tác nghiệp tại địa bàn xã Quảng Minh.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 12, nhà báo Lại Hữu Việt, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, đang tác nghiệp tại khu vực bờ kè sát biển thuộc thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, thì phát hiện xe container đang bốc hàng thủy sản, gồm ốc điếu, nhám có lẫn với cát dùng làm thức ăn nuôi tôm hùm từ một chiếc bè lên thùng xe. Ông Việt sau đó đã dùng máy ảnh và điện thoại di động để ghi hình. Khi nhà báo Lại Hữu Việt đang tác nghiệp, thì bất ngờ một nam thanh niên lao đến giật điện thoại ném xuống biển. Người này rút thẻ nhớ trong máy ảnh, bẻ gãy và ném xuống biển. Ngay sau khi nhận được báo cáo của phóng viên, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với huyện Hải Hà, đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo công an huyện, ủy ban xã Quảng Minh và các lực lượng chức năng điều tra xác minh, xử lý nghiêm người có hành vi cản trở hoạt động tác nghiệp báo chí. Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh cho biết, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình từ phía Ủy ban huyện, cơ quan báo chí và hội viên nhà báo. Quan điểm của Hội Nhà báo tỉnh là đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của hội viên nhà báo. Theo thông tin với Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, người dân cản trở phóng viên tác nghiệp hiện đã bị cơ quan công an huyện Hải Hà triệu tập làm rõ vụ việc. Người này là Vũ Tuấn Dũng, 38 tuổi, trú tại Chu Văn An, Quảng Hà. Hai người dọa hành hung phóng viên ở Bãi Vàng, Phước Sơn bị phạt. Hai người dọa hành hung phóng viên ở Bãi Vàng, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành phạt 5 triệu đồng. Ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành, Hồ Văn Phước xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người dọa hành hung phóng viên ở Bãi Vàng, Phước Sơn. Theo đó, hai người này là ông DTA, 52 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam và ông HTL, 53 tuổi, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng. Hai người này có hành vi đe dọa, đuổi đòi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Phước Thành. Trước đó, ngày 20 tháng 7, theo phản ánh của người dân, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bãi Vàng 5A, xã Phước Thành ghi nhận việc khai thác vàng trái phép tại đây. Theo ghi nhận, hoạt động khai thác vàng diễn ra rầm rộ, đang làm công đoạn xay đá tuyển vàng. Khi phóng viên chụp ảnh ghi hình khu vực thì hai người từ lán trại đi ra yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực khai thác vàng và dọa hành hung phóng viên và nói biến, đập chết cha tụi bay, một người nói. Một người khác cầm theo búa bằng gỗ đuổi đòi lao vào hành hung phóng viên. Khi chúng tôi lùi khoảng 50 mét thì có một thanh niên tiếp cận can ngăn, người này nói mới dừng lại. Ngày 21 tháng 7, PLO.vn đăng bài viết Quảng Nam, phóng viên ghi nhận khai thác vàng trái phép bị dọa hành hung. Chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Bãi 5A. Cũng trong ngày 21 tháng 7, công an huyện Phước Sơn triệu tập hai ông này làm việc. Hai ông này thừa nhận do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.